như là bàn thờ có để phòng 1 không? Không, bàn thờ không để phòng tầng 1 nhá. Ủa giờ mỗi bây giờ là để tầng 1 đấy. Cái mẫu bây giờ ấy. Thế anh chị có muốn để tầng 1 hay tầng 2? Đó, thế không có để đâu. Nếu như làm 2 tầng thì thầy lên khuyên là để tầng 2. Đấy. Đúng rồi, nếu nào 2 tầng. Nếu làm 2 tầng thì thầy lên khuyên để tầng 2. Thì nằm 1 tầng thì để tầng 1. Chứ ai lại dẫn lên phòng thờ. Không ai. Nhưng nếu như nhà chung cư ấy, thì lại được thoải mái. Vì sao? Vì nó không chung cửa. Cái cửa vào này nó thư khí khác. Đấy. Còn nếu như anh thích tầng 2 mà anh phải đi cầu thang bên ngoài thì anh để phòng thờ tầng 1 thoải mái. Ví dụ như vậy, ngày xưa ấy, là người ta toàn làm cầu thang bên ngoài đúng không? Thì để phòng thờ lên đây được như thế này được, lên trên nó không liên quan gì. Nó là không gì khác nhau. Đấy, cho nên là anh chị phải hiểu vấn đề đấy. Không, nhưng mà nếu mà thế thì cái cầu thang nó sẽ đi ở cái phòng ngủ, giữa hai phòng ngủ chứ. Cái việc đấy thì thầy sẽ tính. Đang nói chuyện là việc của thầy thôi. Thầy tính ở phong thủy làm cho nó đẹp nhất. Đẹp đấy rồi đây, nếu như vậy nhà vuông như thế như anh chị thì có một cái mẫu này cho anh chị luôn, xong rồi sau đó mới tính phong thủy. Nói chung là cái việc đấy thì không phải lo đâu, phong thủy chốt ở hướng này nhưng mà làm ban thờ về hướng tây nam thì có được được, sẽ thiết kế cho anh thì được thì anh cứ bình tĩnh ở phong thủy về tuổi tuổi. Rồi, anh cứ yên tâm. Không phải thế, mình cứ chơi như kiểu là hai làm hai hướng chẳng hạn, hướng chính thì là đông nam, còn hướng ban thờ này thì tây nam. Thì muốn làm thế để muốn chú ban thờ đây. Ừ. Được. Bếp anh chị làm khoảng bao nhiêu mét vuông? Sơn phòng bao mét vuông cả ăn gì? Nếu muốn phòng ăn thì chỉ cần 20 mét vuông thôi. Ăn mấy bàn là phải rộng thoải. Còn mình nấu ở ngoài. 20 mét. Nhà anh chị là làm riêng ra ngoài phòng bếp. Làm hết cả phòng riêng hết. Ừ, để không làm chung ở cái nhà đấy. Riêng hẳn ra. À thế thì bếp chưa tính bếp, không tính bếp. Chưa tính bếp đâu. Nhưng thế nếu làm tất cả ra ngoài không tính bếp. Đấy. Chưa tính bếp, cho nên vấn đề là sẽ tính cho anh chị cả cái bếp bên ngoài chứ không phải là tính mỗi cái nhà không. Không cứ tính cái nhà trước cái bếp. Cả nhà cả bếp thì tính hết, tính luôn hết chứ không bỏ. Thế cả nhà cả bếp tiếp về hơn 200 mét vuông rồi. Đồng nhà là 200 mét vuông. Hơn 100 mét vuông. 120. Thế thì hết hết đất. Đất này chú sâu nhau. Đất rộng lắm. Không, nó chủ sâu nữa. Đấy. Sâu đó đấy. Đây là đường rộng 17-6-7 của mình. 15-8 thôi. 15-8 thì năm nay 15-8. Thì mình làm sâu 15 thì mình làm 10 mét đã hết, còn 5 mét sân rồi. Có đúng không? Thế thì mình làm 10 mét, mình còn 5 mét sân thôi. Đấy, mình cứ tính cho ta được 100 mét sàn thì được, mà chả được thì cũng... Thụt xuống tí à? Được, trong cái đất của mình thì không gian sân chứ. Không, không gian sân chứ, không phải một mình nào cái sân. Đủ để mà sân ta sân ghẹp quá. Cho anh chị cái nhà này cứ thiết, thầy cứ thiết kế như thế nào cho nó vừa bạn rồi ấy được, chứ không thì... không phải là 200 100 sàn. Hơn 90 cũng được. Hơn 90 cũng được. Ok ok, em xem. Hơn 90 này không để em. Em xem. Không cần cho bạn cái kia đâu, cần cho bạn. Ừ. Con thể để ấy mà sân cả thứ. Để cho không gian cho nó đẹp tí, chứ mà lại làm cận quá thì này không gian này xấu. Không xấu. Nhà mà đã to mà lại không gian không bé thì lại nó lại mất cái mỹ quan. Bác sợ xây bác cái kinh nghiệm rồi phải lo yên tâm. Thì tất cả thì cứ nhờ thầy với nhờ ông thợ xây thôi chứ còn như chúng tôi thầy sẽ tính sẽ làm sao sẽ sau đó sẽ làm việc với thợ xây. Ok thôi.